Đá cầu lì. Trận đấu bắt đầu. Đá cầu lì. Thi đấu tiếp theo mời các bạn về ban ban tổ chức để lấy lịch thi đấu tiếp theo. Trong trận này trọng tài bàn Tôn Trung Kiên, trọng tài Thảm Ngô Xuân Sang, trọng tài viên Mai Văn Luật. Công bố kết quả. Công bố kết quả. 1 phút 15 giây.